Đến tập 16, 2 ngày 1 đêm sau khi thực hiện loạt thử thách, phần thắng đã thuộc về đội của Lê Dương Bảo Lâm, đồng thời được ngủ êm ấm trong khách sạn sang trọng. Ở một diễn biến khác, đội của Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Mạc Văn Khoa và Rick Phan thì phải ngủ trong một căn lều đơn sơ lộng gió cay giữa đầm sen. Thậm chí nửa đêm khi trời mưa còn bị dột đến buổi sáng, hai đội tập trung tại thành Cổ Loa, nơi gắn liền với sự tích nỏ thần của An Dương Vương để nhận nhiệm vụ. Khi vừa thấy đội bạn xuất hiện, Kiều Minh Tuấn không khỏi mừng rỡ và hào hứng réo gọi Dương Lâm. Cả hai cùng chạy đến và ôm chầm lấy nhau sau một đêm xa cách. Lê Dương Bảo Lâm đầy uất hận thường ngày, nay bỗng bày tỏ ngọt ngào, em nhớ anh quá à, khiến các fan của cặp đôi thích thú. Khi dừng lại ở đó, trên chuyến xe buýt 2 tầng để đi du ngoạn một vòng Hà Nội, cả hai đã chọn ngồi cạnh nhau và liên tục dành cho nhau những ánh mắt cử chỉ đầy tình tứ. Thậm chí khán giả được phen quắn quéo khi Kiều Minh Tuấn bất ngờ hôn lên má Lê Dương Bảo Lâm. Sau khi tập 16 lên sóng, Đề Nhất Mỹ Môi cũng đăng tải hai khoảnh khắc mà anh và Kiều Minh Tuấn đã hôn nhau tại 2 ngày 1 đêm. Cùng với đó là câu thả thính nổi da gà, từ giờ Đề sẽ là khói còn Huynh là thịt heo, tại vì thịt heo được hôn khói. Dưới phần bình luận, các fan không khỏi phấn khích vì OTB quá chân thật như hai con người này sơ hở là hôn nhau liền, quá trời tình thương mến thương rồi. Thương chị Huynh ở nhà đâu thấy cảnh này. Hai anh về với nhau đi, người tung kẻ hứng cười banh nhà. OTB đáng yêu quá, u mê không lối thoát. Dương Lâm là nguyên nhân khiến ruột thừa của Kiều Minh Tuấn không bao giờ lành được, vân vân. Trước đó ở đầu tập 15, dàn cast cũng từng tách nhau ra để đi ăn sáng. Sau đó, ngay khi vừa thấy bóng dáng của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm đã thốt lên: sao sáng nay tự nhiên tách hai đứa mình ra, không có anh em như chim lạc bầy. Cặp anh em thân thiết liên tục có những hành động ngọt ngào, thậm chí còn hôn nhau trên sóng truyền hình và không thể tách rời nhau, làm cho khán giả ăn ngập cổ lương. Hãy cùng chờ xem diễn biến ở các tập tiếp theo nhé!